mà mình nhận được cái xem được cái thông tin như vậy, cảm thấy rất là buồn và cảm thấy hơi bị xúc phạm. Nếu như mà thật sự cái việc nghi ngờ là có thật thì mình cũng vừa muốn nói với Phương mà vừa muốn nói với tất cả những bạn mà đang nghi ngờ về cái kết quả. Tại vì trước đó nó đã có lùm xùm cái vụ là Lê Minh Ngọc chúc mừng quán quân trong khi chương trình vẫn đang diễn ra, thì nó có một cái sự trùng hợp, thì là cuối cùng là cái thông tin nó lại chính xác là Tú Anh. Cho nên là mọi người đang bàn tán là cái dự dàn xếp kết quả, và cái điều này tôi cảm thấy nó rất là đáng thương cho Tú Anh, trong khi là đồng ý là tất cả mọi người đều hy sinh, đều nỗ lực như nhau, nhưng mà khi mà người nào đã may mắn đạt được cái giải thưởng cao nhất thì xứng đáng có một cái niềm vui trọn vẹn hơn là ở giờ phút này mà cũng bị đau khổ, cũng bị buồn lòng vì những cái thông tin như vậy mà không có một cái bằng chứng gì hết.